Đây là cái tai nghe XMOVIE T2, tai nghe Bluetooth giá khá rẻ. Tai nghe này có giá là 420.000. Anh em mua về mở hộp ra thì nó sẽ như thế này. Tai nghe này sử dụng cổng sạc USB-C anh em ha. Tai nghe này có nhiều màu cho anh em lựa chọn nè. Trắng, xanh, tím, hồng. Và cái hộp này nó thiết kế theo kiểu là xung quanh là trong suốt hết luôn. Trong ngoài trong suốt. Cổng sạc này nằm phía dưới. Vì ngoài trong suốt nhìn hay hay. Anh em lựa màu trắng thì cái thân này màu trắng nè. Và màu tím thì cái thân này màu tím. Tai nghe cũng vậy. Và anh em mở cái này ra để anh em lấy tai nghe. Cái này không có cảm ứng gì hết ha. Anh em mở ra là đóng lại thì nó cũng không có báo cho anh em biết giống như cái tai nghe iPod. Trên đây có hai bóng đèn báo với hiệu sạc. Đây là cho anh em. Anh em có thấy đèn không? Anh em nhìn thấy cái thân, cái cũ của tai nghe này nhìn giống cái tai nghe của iPod ha, iPod 3. Cái phần cọng này nè thì nó vuông chứ nó không có tròn như cái tai nghe của iPod. Và tai nghe này thì phần màu đen này có lẽ là cái loa bass, loa trầm chứ không có phải là cái cảm ứng. Tức là anh em mang cái tai nghe này hoặc là anh em lấy ra thì nó vẫn phát nhạc chứ nó không có tắt nhạc anh em ha. Để điều khiển thì anh em nhìn thấy ở trên đây có cái chỗ vuông vuông này nè, đây là cái chỗ cảm ứng và anh em chạm vào để anh em điều khiển nó. Ví dụ như là nhấn những cái là phát nhạc, nhấn hai cái là qua bài mới phát lại như nhạc. Hoặc là chúng ta có thể gọi Siri bằng cách là nhấn giữ như thế này. Trong hướng dẫn thì cũng có nói khá rõ. Nói chung là cá nhân mình cảm nhận là tai nghe này với mức giá này 400 mấy ngàn thì chất lượng nghe nói chung là khá ổn đó. Và rất là thích cái hộp sạc trong suốt này. Bỏ vô. Có đèn hiện lên. Nhìn dễ thương phết. Thay với điện thoại nha. Cái nói tai nghe Bluetooth điện thoại cũng dễ thôi. Anh em lấy tai nghe ra. Rồi chúng ta kết nối. Tên của nó là BT. Khi kết nối vô thành công thì anh em sẽ biết được lượng pin khi anh em đang dùng Android ha. Mang thử tai nghe nha. Mang vô thì cảm giác mang nó cũng khá nhẹ nhàng. Nó không có cái phần silicone ở bên trong đó nè, cho nên là không có cứng tai. Nhiều anh em không có thích nghe mang những cái tai nghe in-ear. Thì đây là cái dạng earbud thì mang nó sẽ êm ái hơn chút xíu ha. Cảm giác nghe thì mình thấy nó cũng ok đó. Mình không nghĩ là cái tai nghe giá 400 ngàn nó lại có thể cho cái chất lượng âm thanh nó xuất sắc được. Tuy nhiên thì mình thấy là chất lượng âm thanh của cái này nó cũng ở mức là tương đối trung bình ha. Âm bass, âm đồ nghe cũng khá ổn, không tới nỗi nào. Thời lượng pin của tai nghe này là khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ khi anh em nghe nhạc tiếp như thế này. Và cái hộp sạc này thì nó cho anh em sạc được thêm 25 tiếng đồng hồ ha.